Giang. Đây là bài hát đầu tiên. Chào Hương Giang, xin chào tất cả các bạn khán giả, những người đang theo dõi chương trình bài hát đầu tiên. Đây là một chương trình do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức và sẽ phát sóng vào mỗi tối thứ hai lúc 8:30 trên kênh VTV3. Và như thường lệ thì sân khấu của bài hát đầu tiên luôn luôn mang tới những bản hit đình đám qua nhiều thời kỳ, những phần kết hợp của khách mời và đặc biệt là những bí mật chưa từng bật mí. Ngày hôm nay đến đây thì ở phía trong sân khấu trước khi đi ra, tôi nhìn Hương Giang có vẻ hơi lo lắng, hơi bồn chồn, hơi tâm trạng một chút. Tại sao vậy? Thực ra là tại vì càng gần đến tuổi 30 thì em lại càng có nhiều tâm sự ấy. Em nhận ra rằng là mình còn rất là nhiều những cái lời chưa nói với những cái người ấy của mình trong quá khứ. Cho nên là em cảm thấy em hơi buồn một chút, hơi tâm trạng một chút xíu. Anh cứ có cảm giác như là em đang ghép ghép từ của những bài hát hay là những đoạn ở trong bài hát ấy. Cuộc đời của những người nghệ sĩ ấy, họ cứ hát, họ cứ sáng tác, họ không biết đôi khi ghép lại lại thành một cái câu chuyện của cuộc đời của một người nào đấy, đúng không anh? Và chúng ta sẽ cùng đón xem một vài hình ảnh sau đây để xem người nghệ sĩ đó là ai nhé. Em nổi hơn họ tại vì em chỉ viết nhạc sến và hát được nhạc sến. Cảm giác là mình bị xúc phạm. Nghe lại những ca khúc của mình, cái mình nói, ủa tại sao mình có phải viết được như vậy ta? Mình bị khiếm khuyết một tí xíu gì trong cảm xúc của mình á, thì mình mới viết nhạc hay nha anh nha. Ngày đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Bởi vì hai người ở hai thế giới khác nhau, bọn em tranh cãi nhau mỗi ngày. Tiếc cho duyên mình. Và tiếc cho mối tình tan vỡ. Có lẽ là cái sự khác biệt đấy nó cũng là một cái gì đấy nó hay ho. Khi mà lời nói bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Tay cho người nào. Và chúng ta hãy cùng chào đón nhân vật của bài đầu tiên ngày hôm nay, ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Chỉ cần cảm nhận thôi thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau, từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa. Thế cớ sao anh chẳng thể kiềm lòng. Thời gian trôi lặng lẽ, rồi muộn giây anh mạnh mẽ. Cô chúc hết tâm tư, anh đem ngược từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi. Cứ thế sao em đã lâu dài vẫn chưa phản hồi. Em về nhà chưa? Trời đã khuya lắm rồi. Đã từng có những cuộc gọi như vậy và giờ xa xôi. Đã từng đi cùng nhau khắp những con phố nhỏ. Đã từng có những dòng tin nhắn cứ đến gửi lại thôi. Sài Gòn dạo này chắc hay mưa. Đường em về đã có ai đón ai đưa. Mình chẳng nói chuyện với nhau như ngày xưa nữa. Nhưng suy nghĩ về em biết bao nhiêu trong mưa. Baby ơi chẳng liên quan chẳng gặp phải lâu. Chẳng liên quan chẳng gặp phải lâu. Sau khi nghĩ đến em tìm anh
để chúng ta vào top phong ba cùng đi qua. ABC, hãy ngừng chia tay nhau đi. Lắm lúc suy nghĩ như anh biết mình chẳng thể là mình. Để ngờ được mấy khi gặp người mình muốn thì chẳng tiếc gì, chẳng hạn kỳ. Thời gian trôi lặng lẽ, rồi một giây anh mạnh mẽ. Có chút hết tâm tư, anh đem ngưng từng giờ để gửi người một tin nhắn, gửi một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi. Cứ thế sao em đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Để anh nói em nghe về những vấn thơ anh viết, về những chân trời xa xôi mà mây nắng lên và mây xanh biếc. Để anh nói em nghe những câu chuyện còn chưa kể, những lời ru rượi lúc dựa vai nhau của em bên cạnh khi mưa về. Cơn mưa đều trải qua từng phút, em có nghe dù chỉ một chút. Còn tim anh cô đơn từng ngày, cô rơi lại gọi thầm tên em. Không giỏi viết nhạc đời, anh không giỏi viết điều chơi vơi. Anh cũng không có kiên nhẫn, anh cũng không giỏi chờ đợi. Anh tìm cho mình một khoảng tĩnh lặng rồi khẽ buông lơi. Dù nhớ câu hát của anh từng gặp được em vài nơi. Em có lạnh không khi trời trở gió? Em có đói không lúc lặng lắng ga? Em còn buồn không khi chẳng còn anh ở đó? Em còn nhớ không câu hát mình từng nghe? Oh baby, ôi chẳng liên quan chẳng gặp phải đâu. Chẳng liên quan chẳng gặp phải đâu. Sau khi nghĩ đến em tìm anh hơi nhói đau, anh lại hơi nhói đau vì tim anh lại hơi nhói đau. Biết em có người yêu mới chưa? Em người đã quên anh chưa? Em đã quên anh chưa? Có hay cơn mưa này? Cơn mưa đêm trôi qua từng phút. Có nghe dù chỉ một chút. Còn tim anh cô đơn từng ngày. Có giữ lấy gọi thầm tên em. Xin cảm ơn Trịnh Thăng Bình và Hồ Sát. Cảm ơn vũ đoàn hết cô. Chào Hồ Sát. Thưa quý vị, ca khúc Em Ngủ Chưa cũng chính thức chào đón nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình tới với chương trình Bài Hát Đầu Tiên. Đối với em á, trong ngành này á, chưa bao giờ em nghĩ là ai là sến hay là ai là cũ hay là ai là mỗi một người là, có đường là, riêng là đúng không? Hay là tại vì thật ra mỗi một người nghệ sĩ họ sẽ có những cái style riêng của họ và họ sẽ có một cái lượng khán giả riêng của họ mà chúng ta phải tôn trọng điều đó. Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lòng, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng anh mất đi bao đêm nỗi mơ. Bài hát đầu tiên. Chương trình Bài Hát Đầu Tiên ngày hôm nay sẽ có một phần khá là đặc biệt. Tôi nghĩ khán giả sẽ rất thích phần này. Chúng tôi đã tạo ra một đường link để các bạn đặt câu hỏi cho nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là Trịnh Thăng Bình. Các bạn yên tâm truy cập vào đường link này, chúng tôi sẽ giữ kín danh tính của bạn. Chính vì thế, tôi khuyên là các bạn hãy hỏi những câu hỏi khó nhất cho Trịnh Thăng Bình để xem anh ấy trả lời như thế nào. Các bạn hãy truy cập đường link để đặt câu hỏi ngay bây giờ nhé. Các bạn đang đến với chương trình Bài Hát Đầu Tiên và ngồi cạnh tôi lúc này là nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình, đầu tiên anh sẽ nhờ em ký tặng cho bài hát đầu tiên. Chữ ký này sẽ rất khó bắt chước thôi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa đã có ai bắt chước em chưa mà em phải ký khó như thế này? Dạ. Đây ạ, ký khó đến thế này ai bắt chước được nhỉ? Dạ, thật ra thì hồi xưa thì em cũng tập ký tên rất là nhiều. Tại vì mình cũng bắt đầu cái công việc này cũng sớm á, thì mình cũng thấy các anh chị lớn cũng ký tên, cũng tập ký. Mà mình tập ký hoài không được, thôi cứ mình cứ vẽ đại lên. Thì mình vẽ đại lên thì mình thấy nó cũng có vẻ là nó thoải mái nhất. Sau em có biết vẽ không mình... đấy? Dạ không, em vẽ xấu lắm. Chứ ký này mà mình đi giao dịch ngân hàng mình ký nháy chắc nó cũng dễ lắm nhở. Ký nửa buổi chiều có sao không ạ? Đúng rồi, thật ra hồi xưa cũng có những cái vấn đề với ngân hàng á, nên sau này mình phải gò lại, mình gồng lại để mình ký một cái chữ nó đơn giản hơn cái này. Ngân hàng còn dễ, cho anh nghĩ là ký hợp đồng mà ký từng trang ấy, độ khoảng 40 mấy trang các thứ là mệt lắm. Mà em cũng bị một cái vấn đề là khi em ký những cái hợp đồng mà cái chỗ ký của mình nó nhỏ đó, em toàn em ký lấn người ta không à.
Tại vì chữ ký mình nó không có điểm dừng. Em nghĩ đấy là phong cách của Trịnh Thăng Bình, tức là anh ấy luôn luôn là có một cái gì đấy nó tương đối là hào nhoáng, ngay cả cái cách ăn mặc của anh Bình cũng vậy. Nhưng mà anh thì để ý đến Trịnh Thăng Bình, với một số chương trình mà anh đã làm thì Trịnh Thăng Bình có tham gia ở nhiều tư cách khác nhau. Dường như em có rất nhiều mũ em có thể đội. Em có thể chơi đàn, em có thể sáng tác, em có thể hát, em có thể nhảy. Anh thấy nhiều tài như thế. Đây là một hình mẫu mà em cố tình xây dựng hay đó là bản chất con người thật của em? Em cũng không cố tình xây dựng cái gì cho bản thân mình cả, mà là mình cảm thấy mình thích cái gì thì mình làm cái điều đó. Ví dụ giống như hồi xưa em chơi game á, em vẫn thích là nhân vật của em trong game nó phải đủ hội đủ những cái yếu tố, giống như là bình thường thì người ta chơi người ta sẽ tập trung một cái món nào đó cho cái nhân vật đó một cái điểm mạnh thôi, còn mình thì không, mình hút tất cả mọi điểm nó phải đều được bằng nhau hết, được mạnh bằng nhau hết. Cho nên là em nghĩ là chắc đó là do tính cách của mình. Nhưng nếu như em cùng một lúc mà làm nhiều việc thì liệu em có làm tốt được hết tất cả các việc không? Nếu mà so với từng skill á, chắc chắn là mình sẽ không bằng một người mà người ta tập trung hết 100% vào cái điều đó. Nhưng mà mình sẽ có một cái đặc biệt của mình, đó là mình sẽ chơi được nhiều vị trí. Thật ra là trời sinh mình ra thì mình không biết mình giỏi cái gì. Em cũng tự hỏi bản thân em là ủa bây giờ nếu mà mình giỏi nhất là cái gì? Thật ra mình không có câu trả lời điều đó, tại vì mình không biết mình giỏi gì, và rõ ràng mình cũng không có gì giỏi hoàn toàn cả. Và tất cả những cái mình làm thì là đều là những cái mình thích, thì mình cố gắng mình làm cái công việc đó thôi. Em nghĩ là anh Trịnh Thăng Bình đang khiêm tốn thôi, chứ thực ra em thấy là sự nghiệp ca nhạc của anh Trịnh Thăng Bình cũng rất là rực rỡ này, rồi là chơi game show rất là duyên dáng, đặc biệt là còn biết làm producer cho anh. Lúc mà em thi chương trình là chính anh thì thế anh mới nói là trông như thế này cứ tưởng là sẽ được chiều lắm, nhưng mà anh nghĩ là công việc của em chắc chắn sẽ bận rộn và em sẽ phải làm rất là nhiều thứ. Dạ, thật ra cũng tương đối nhiều. Em cảm thấy là gần như là tuổi trẻ của em, thanh xuân của em nó cũng liên quan đến công việc này nhiều. Đến với chương trình bài hát đầu tiên, tại sao em lại chọn hai bài đầu tiên là hai bài hát hit của em, Xin với cả Em Ngủ Chưa? Hai ca khúc này nếu mà so với mặt bằng chung những ca khúc khác của em á thì nó không phải là được độ phủ rộng bằng những ca khúc khác, nhưng mà nó cũng có những cái câu chuyện đằng sau đó. Đấy, cái này là một câu chuyện cũng không biết vui hay buồn. Cái thời gian mình rất là thành công với những ca khúc nhạc pop ballad của mình á, lúc đó thì cái tên tuổi mình thì nó cũng trội hơn một tí xíu so với những người bạn của mình. Có một lần không biết nói chuyện như thế nào á thì họ lại cười, họ nói là em nổi hơn họ tại vì em chỉ viết nhạc sến và hát được nhạc sến. Thì em hỏi rằng nhạc sến đây là gì, có nghĩa là đối với họ là nhạc pop ballad là nhạc sến, cho nên là họ không có phục với cái điều đó của mình. Em mới về em suy nghĩ, à ok, tôi sẽ viết cái dòng nhạc của bạn đang theo đuổi và tôi phải viết hay hơn bạn và tôi phải làm cho nó nổi tiếng và thành công hơn của bạn nữa. Và lúc đó thì bạn phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Thì đó là những ca khúc như là Xin hay là Em Ngủ Chưa được ra mắt. Tức là lúc đó là cũng hơi có một chút hiếu thắng của người nghệ sĩ, của thật người ra mình sáng thắng, tác đúng mà không? Là mình cảm giác là mình bị xúc phạm. Đối với em á, trong ngành này á, chưa bao giờ em nghĩ là ai là sến hay là ai là cũ hay là ai là mỗi một người là, có đường là, riêng là đúng không? Hay là tại vì thực ra mỗi một người nghệ sĩ họ sẽ có những cái style riêng của họ và họ sẽ có một cái lượng khán giả riêng của họ mà chúng ta phải tôn trọng điều đó. Nhưng sau khi em cho ra đời những ca khúc để thay đổi như vậy thì em thấy nó có thành công không? Đối với em thì nó thành công với em, tại vì em vượt qua được chính mình là em không còn đóng khung nữa, không còn đúng đóng không? Khung nữa. Nhưng mà bù lại thì nó cũng được những cái hiệu ứng rất là đặc biệt mà mọi người cũng rất là yêu thích điều đó, thì em cũng cảm thấy là nó thành công với bản thân mình rồi. Chứ nếu mà so với những bạn mà họ chuyên về đó thì cũng chưa chắc mình hay và mình mới như họ được. Bản thân em nghĩ rằng là việc một cái nam ca sĩ mình đã được tất cả mọi người định hình là gắn liền với dòng nhạc pop ballad, dám chuyển mình đã là một cái sự rất là dũng cảm rồi. Và cũng nên cảm ơn những cái người đó, bởi vì hai cái ca khúc này bản thân em thì em thấy thích, tại vì em thấy đó là một Trịnh Thăng Bình khác biệt. Nhưng mà em để ý nha, từ pop ballad hay là kể cả bây giờ anh chuyển sang thể loại này, kể cả hát R&B hay là pop chill, tất cả mọi thứ, thì em thấy rằng là vẫn có một cái thế giới riêng gì đấy, cái góc nhìn riêng của Trịnh Thăng Bình trong âm nhạc. Đó là cái thế giới gì? Thật ra nếu mà nói thế giới đó, thế giới gì nó cũng hơi khó. Những người nào mà biết Trịnh Thăng Bình, biết tính cách của em ở ngoài á, có nhiều người họ không tin là những ca khúc đó là của em viết, tại vì những gì họ biết về mình thì nó khác cái người đàn ông trong ca khúc đó thể hiện quá. Ở ngoài thì Trịnh Thăng Bình lúc nào cũng vui tươi hớn hỉnh, hay chọc mọi người để cho mọi người giận kiểu như vậy nữa. Mà tại sao ở trong một ca khúc á thì Trịnh Thăng Bình lại là một cái người đàn ông rất là thấu đáo, rất là sâu sắc và rất là lãng mạn và rất là đôi khi nó hơi cao thượng một tí xíu. Nhưng mà bản thân em đôi khi em cũng không tin. Lâu lâu mình nghe lại những ca khúc của mình hay là mình đọc lại một cái dòng mình viết
cái mình nói, ủa tại sao mình có phải viết được như vậy ta? Em nghĩ đó là một cái góc khuất còn lại trong con người của mình, những cái gì mà sâu thẳm trong con người mình thì nó được thể hiện ra bằng những ca khúc đó. Thì một trong những câu nói mà em cảm thấy yêu thích và nó gắn liền với cuộc đời nghệ sĩ của em nhiều nhất đó là khi mà lời nói bất lực đó, thì âm nhạc lên tiếng. Gần như là nói là những cái gì mà mình không thể nói ra được, mình không thể hiện ra được thì mình thể hiện trong âm nhạc của mình. Sau khi chuyển đổi phong cách của mình, chuyển đổi hướng của mình một chút như vậy thì em có bao giờ nhận được những phản ứng trái chiều không? Khi mà mình chuyển những cái dòng nhạc đó thì cái phản ứng đầu tiên là phản ứng của các fans của mình. Những cái dòng nhạc này thì họ nghe không quen lắm. Và bằng chứng là giống như ca khúc Xin á, là một ca khúc mà em rất là thích. Em làm rất là kỹ từ bản phối đến cái hình ảnh của ca khúc, nó cũng rất là hay ho. Nhưng mà nó cũng không phải là được nhiều lượt view. Thật ra mọi người cũng nói là nó không hay, nó không tốt bằng những ca khúc khác. Nhưng mà đối với mình thì nó là một cái ca khúc mà rất là thích. Một trong những cái cảm xúc của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Em mong là sau này khi em lớn lên, khi em già hơn nữa rồi, có một cái trang sách em lật lại những ca khúc của mình và em sẽ hoài niệm về những cái quá khứ hoành tráng của mình, thì không có cái gia tài nào mà nó lớn bằng. Nhắc đến YouTube, nhắc tới Top Trending thì có rất là nhiều những nghệ sĩ cùng thời với cả anh Trịnh Thăng Bình đã từng ngồi ở cái chiếc ghế này, họ cũng nói về Top Trending. Thực ra chúng ta dù muốn dù không thì cái dòng chảy của thời đại nó là như vậy. Và người ta cứ nhìn trên những cái con số đó để người ta đánh giá là ca khúc đó thành công hay không thành công. Tất nhiên anh chị là những tiền bối, nhưng mà anh chị đã chạy vào cuộc đua cùng với cả chúng tôi, thì anh chị phải chấp nhận cái việc đặt lên trên cùng một cái thước đo để so sánh. Vậy thì anh Trịnh Thăng Bình có bị áp lực bởi những cái con số đó hay không? Nếu mà mình nói là không bị áp lực á thì mình nói dối. Tại vì thời nào thì mình cũng phải nhập cuộc với thời đó, và cái cuộc chơi nó là như vậy. Mình muốn mình vẫn trong cái games này thì bắt buộc mình phải hòa mình vào nó. Chứ mình không thể nói là hồi xưa tôi là thế này nè, hồi xưa vậy, bây giờ vậy. Nhưng mà có một cái định nghĩa của một cái ca khúc hit hồi xưa với bây giờ nó khác nhau ở cái mảng là top trending. Tại vì đôi khi một cái ca khúc, một cái MV mà cái phần hình của họ nó quá xuất sắc đi, thì họ cũng có thể đem được đến khán giả gần hơn và khán giả cũng sẽ xem nhiều hơn. Nó cũng có thể là trending đó. Nhưng mà chúng ta phải chung dung với câu chuyện âm nhạc. Đối với Thăng Bình thì Thăng Bình luôn luôn tập trung đầu tiên vẫn là âm nhạc đã. Tại vì mình là làm về âm nhạc. Khi mình có bản audio rồi, tốt rồi, thì lúc đó mình sẽ tìm cách để mình có một cái hình ảnh nó tốt, để mà chúng ta cũng phải nhập cuộc với thời đại, với lại tất cả mọi người. Anh sẽ đồng ý với chị Nghe Bình ở điểm này. Đầu tiên mình quan tâm đến chất đã. Khi mà chúng ta đã có chất rồi, đã có một cái gốc rất tốt về audio, về bản thu, master, rồi lời ca, giai điệu, tất cả các thứ rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng để làm những hình ảnh đưa đến rộng hơn với đối tượng khán giả. Nhưng nói gì thì nói, để có tất cả những thành công đó, chúng ta không thể quên được những khởi đầu. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy tạm gác câu chuyện này lại. Chúng ta sẽ cùng đến với những bài hát đầu tiên của Trịnh Thăng Bình.
với cô nào đây? Giờ mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lìa xa anh này, tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ơi. Chưa bao giờ anh ngừng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Người anh có tốt với em yêu anh đã từng yêu. Người anh có biết tình yêu này trái mong từng muôn trường. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Giao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đời mong. Người anh có lắng tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người anh có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều, sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lìa xa anh này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ơi. Chưa bao giờ anh nên suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy. Người anh có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người anh có biết tình em hay trách mong một chiều. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng mệt mất đi bao đêm đời mong. Người anh có lắng tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người anh có biết quý em hay yêu thương em bất lòng. Anh bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Có yêu nhiều không, yêu nhiều không? Anh chúng ta xin được tiếp tục câu chuyện với nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Vừa rồi có lẽ là hai ca khúc mà mang lại cho anh rất là nhiều cảm xúc. Tại vì em nghĩ rằng là với những cái thành công đầu tiên hoặc là những cái thất bại đầu tiên thì nó luôn luôn để cho người ta rất là nhiều những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng, đúng không anh? Một trong những lý do mà Thăng Bình chọn là hai ca khúc này mashup với nhau á, thì là đây là những cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp của Thăng Bình luôn. Cái ca khúc Một Mình Tôi á, là Thăng Bình nhớ Thăng Bình viết năm 18 tuổi rưỡi. Lúc đó thì Thăng Bình cũng may mắn là mình cũng đang tham gia một nhóm nhạc, đó là nhóm La Thăng rồi. La Thăng. Cái thời điểm ở trong nhóm nhạc đó thì mình là một người em của trong nhóm, mình kém xinh nhất, kém xinh trai nhất. Đúng cho rồi. Nên là cái công việc riêng á thì mình là không có được nhiều việc như là các anh em trong nhóm. Nhóm có ba người thì hai anh em kia đi tham gia phim, đi đóng phim, thì cái bộ phim đó hồi xưa cũng rất là nổi tiếng, đó là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Câu chuyện là ba anh em cùng đi cast, nhưng mà hai người kia được chọn còn mình thì không. Cái khoảng thời gian mà hai anh em còn lại của nhóm đi đóng phim á, nhiệm vụ của mình thì ở nhà mình viết nhạc, chuẩn bị nhạc cho nhóm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì mình chỉ một mình thôi, mình cũng không có nhiều bạn bè á, thì tự nhiên mình thấy ủa mình có một mình cũng rất là tủi thân á. Và mình cũng cảm nhận được có vẻ như là mình cũng đang là một người thừa trong một cái tập thể đó. Cái con đường của họ đang đi với con đường của mình đang đi nó cũng đang hơi lệch lạc nhau một tí, nó không có giống nhau.
rồi nó cũng dẫn đến cũng như nhiều tranh cãi. Thì mình nhớ luôn là cái ngày đó là mình chạy xe ngoài đường một mình á, mình chạy vòng vòng ngoài đường từ 7 giờ tối mình chạy đến gần 12 giờ đêm 1 giờ luôn, mình cứ chạy lững thờ. Mình phát hiện được là rất là nhiều người đi ngang mình á, là những nụ cười, những cặp đôi, những bạn bè họ lướt qua, cười nói rất là vui vẻ. Trên một con đường nó rất đông như vậy, mà tại sao mình cảm thấy con đường này chỉ có một mình vậy? Mình đơn độc đến như vậy á, mình mới hiểu được là có thể số phận không cho mình sẽ phải đi chung một con đường với ai cả, mà mình phải tự tạo một con đường riêng của mình để mình đi. Lúc đó thì mình mới quyết định là mình sẽ rời khỏi cái nhóm nhạc đó để mình tự tạo ra một cái con đường, một cái sự nghiệp của riêng mình. Quay lại câu chuyện là tại sao lại chọn ca khúc này. Vì đây là cái khoảng thời gian gần như là một con số không tròn chỉnh, và thậm chí là một con số âm luôn. Tại vì khi Thăng Bình rời khỏi nhóm nhạc á, là mình không có một cái gì trong người cả. Cả về mối quan hệ cũng không, ngay cả kinh phí để mình làm một cái sản phẩm của mình cũng không có luôn. Và tên tuổi mình cũng đâu có ai biết mình là ai. Thì đó là cái khoảng thời gian mà mình cho đó là sự khởi nghiệp. Nó cực kỳ khó khăn trong khoảng thời gian đó, mình phải đi tìm được chính mình. Thăng Bình còn nhớ là lúc đó là mình cũng đi tham gia phim ảnh, đóng phim các kiểu này nọ, rồi cũng để dành được một số tiền. Gặp người này gặp người kia để hỏi, để nhờ họ tư vấn cho mình phải nên làm gì cho cái sự nghiệp của mình. Thì nhiều người cũng nói là bây giờ là phải đi tìm những anh nhạc sĩ đang hot nhất, phải hát nhạc của những anh đó mới thành công được. Thì mình ngồi mình suy nghĩ, ủa, nếu mà bây giờ anh nhạc sĩ đó mà mình đem tiền này tới mình mua, không biết ảnh bán cho mình không? Tự sáng tác. Thì mình quyết định là thôi, tự chỉ là có một anh nhạc sĩ mà có thể sẵn sàng luôn luôn bán nhạc cho mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, đó là chính bản thân mình thôi. Và lúc đó thì mình quyết định là mình tự ra mắt cái album đầu tiên của mình, là toàn bộ ca khúc là mình sáng tác hết. Em phải mất bao lâu từ khi mà em bắt đầu con số 0 đến khi em bắt đầu có những sản phẩm và thành công đầu tiên? May mắn là cái album đầu tiên của em ra mắt á, thì nó cũng tạo được một cái hiệu ứng nhất định cho các bạn khán giả trẻ. Em nhớ là năm đó là năm... Hình như 2007 em vẫn còn đang ở trong La Thăng đúng không? Dạ, 2007 em vẫn còn trong La Thăng, 2008 em ra mắt album đầu tiên. Những cái khúc của mình nó cũng được khán giả trẻ cũng biết nhiều, nhưng mà về show diễn á, thì mình không có. Tại vì cái thời đó là thời nói về mối quan hệ. Bạn không có mối quan hệ, bạn không thể đi diễn được. Tức là ngoài giọng hát là phải có quan hệ thì mới được có show. Cái thời đó thôi anh, còn bây giờ thời không đó. Đâu. Nhưng mà em nghĩ rằng là quan hệ gì thì quan hệ, nhưng nếu như mình có một cái ca khúc hit quốc dân thì chắc chắn là không cần quan hệ gì, người ta cũng phải tìm tới mình chứ. Sáng tác đầu tiên một mình tôi, anh đánh giá nó có thành công không? Thật ra nó không thành công, không ai biết luôn. Không ai biết ca khúc đó có Thăng Bình luôn. Sau đó thì mình cũng may mắn, mình có một cái vài những ca khúc hit giống như là Lời Chưa Nói nè, Đã Biết Ngày Hôm Qua nè, và đỉnh cao của nó nhất là Người Ấy. Tại sao mà em chọn là hai ca khúc này match nhau? Đó giống như là khi mình start up và khi mà mình được khẳng định. Wow. Tức là đều là những ca khúc đầu tiên ở trong mỗi một chặng đường, một chặng đường đúng của mình. Dạ. Hai ca khúc này nó giống nhau ở một điểm á, là khi mà em viết ca khúc Người Ấy á, thì lúc đó là cái sự nghiệp em nó cũng hơi lền bền á. Có nghĩa là khi mình có một ca khúc ok xong rồi, sau đó là mình lại bị mất hút. Trước khi mà ca khúc Người Ấy ra mắt á, thì khoảng thời gian đó khoảng thời gian cực kỳ hụt hơi của mình luôn. Tại vì áp lực xung quanh những người bạn cùng trang lứa mình là họ thành công hết rồi, chứ còn mỗi mình thì cái ca khúc Người Ấy em cảm thấy là nó như một cái phi thuyền á, nó đưa mình đi lên một cái vùng trời mới. Rõ ràng sau khi cái đó thì câu chuyện nó khác, sự nghiệp âm nhạc của mình nó cũng khác hẳn luôn. Và ca khúc Người Ấy của em hồi đó được rất nhiều người hát lại, không biết là em có nhớ những kỷ niệm nào, những ai đã cover nó, hay là bản cover nào là em thích nhất không? Em cũng coi được rất là nhiều cái bản cover của ca khúc này, nhưng mà cái bản cover mà em thấy đỉnh nhất á là bản cover của cái nhóm nhạc EXO. EXO của Hàn Quốc. Hàn Quốc. Qua thấy ai ngày ấy đang trong tay với câu nào đây, chẳng nhận ra không phải em, chẳng biết tên bây giờ đang ở đâu. Em còn nhớ luôn hôm đó là em đang ở Hà Nội và em đang nằm ở trong khách sạn, cái tự nhiên em thấy mọi người rần lên mạng xem thì nhóm EXO đang hát cái ca khúc của mình, và lúc đó mình kiểu mình cũng lóa mắt, mình ủa chuyện gì đang xảy ra, tại sao có nhóm nhạc Hàn Quốc hát cái nhạc của mình mà mình không, hoàn toàn không biết. Và sau đó thì thật sự là sau này em cũng có nhiều cơ hội em làm việc với một số những cái đối tác Hàn Quốc á, thì họ cũng biết. Và tất nhiên rồi, đó cũng chính là lý do mà Người Ấy trong suốt em nghĩ là một thời gian rất là dài trở thành một cái bản tình ca quốc dân, và nó cũng làm nên tên tuổi cực kỳ rực rỡ của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Nhưng mà viết cho mình thì rất là nhiều hit, nhưng mà người ta lại không thấy Trịnh Thăng Bình trong vai trò là nhạc sĩ sáng tác hit cho ca sĩ khác. Thật ra là có. Cái khoảng thời gian mà năm 2012, 2013, anh Tuấn nhớ là cái khoảng thời điểm mà
chương trình âm nhạc Việt Nam mình rất là khan hiếm luôn. Mình lúc đó mình cũng gan lắm, tự thân vận động, mình đi xin tài trợ, mình đi này nọ, rồi mình đi làm một cái chương trình, đó là chương trình New Hits. Thì trong chương trình đó là mỗi một cái số chương trình như vậy, thì thân mình sẽ viết 4 ca khúc mới để mà mời tất cả các anh chị nghệ sĩ và tặng ca khúc đó cho họ để họ biểu diễn trong cái chương trình đó. Thì mình nhớ là có chị Thu Thủy cũng hát ca khúc của mình nè, Nu Phước Thịnh nè, Yến Trang, Yến Nhi. Mình nhớ cũng rất là khá nhiều cái ca khúc đó, nhưng mà mình không biết là có thể là do cái dòng nhạc của mình hát nó phù hợp hơn hay sao mà những ca khúc đó thì mọi người không có được biết đến nhiều bằng mình. Hay là những cái bài hay nhất anh giữ cho anh rồi? Không, nói cũng không phải đâu. Mình cũng đâu biết là bài nào mình ra nó sẽ là hit đâu, đúng không anh? Chắc là do số, mình nghĩ là số. Biết đâu được thì mai mốt Hương Giang thử đi. Tại vì Hương Giang là hay ra ca khúc nào cũng top 1 trending các kiểu, biết đâu. Đây là qua và đầu tiên đi. Nó đặt hạ. Không biết đâu lại hay, sau chương trình này em sẽ có cái album là những cái ca khúc mà những nghệ sĩ tham gia bài hát đầu tiên viết cho em thì sao? Đấy. Ồ, cái này cũng cảm ơn anh trước nha. Được. Đến giờ phút này nhá, anh hỏi là em còn tiếp tục viết cho người khác không hay là em chỉ giữ các bài đó cho em thôi? Cuộc sống cứ cuốn mình đi á, mình cũng không có nhiều thời gian, thậm chí có khoảng thời gian em còn không viết được nhạc cho em hát nữa. Em bị thiếu hụt nhạc, thiếu nhiều luôn á. Nhưng mà gần đây thì cũng dư nhiều rồi. Là tại sao lại thiếu? Vì thiếu cảm xúc hay là thất tình hay là gì? Không, lúc em yêu anh. À, em đang yêu. Yêu xong rồi mình hạnh phúc. Thực ra em phát hiện một điều nha, là khi mà mình phải bị khiếm khuyết một tí xíu gì trong cảm xúc của mình á thì mình mới viết nhạc hay nha anh nha. Thế chứ, chứ nếu mà bây giờ mình hạnh phúc, mình trọn vẹn, mình hạnh phúc quá là tự nhiên mình viết nhạc hết hay à. Thế á? Cái này đúng đó. Ngày xưa lúc mà em cô đơn á, một năm em ra 4 MV. Mà từ đầu năm nay đến giờ em chưa hề ra MV luôn. À, tức là đang yêu đúng không? Đó. Em cũng không biết nói làm sao. Có phải là cái khoảng thời gian đó thật ra là mình cũng có viết nha. Mình cũng có viết những ca khúc mà nó cũng thiên về tình yêu tí xíu, nó cũng thế này thế nọ, nhưng mà thật ra mình cảm thấy nó không có đã. Nhưng mà nói về tình yêu thì em nghĩ rằng là với người nghệ sĩ, ngoài cái tình yêu cá nhân của mình ra thì em nghĩ là còn một cái tình yêu rất là thiêng liêng, đó là tình yêu với cả người hâm mộ. Chắc chắn đó là những cái người đã đồng hành cùng anh từ lúc anh bình thường cho tới khi anh rực rỡ như ngày hôm nay. Và để chúng ta đi sâu hơn vào chủ đề này thì Hương Giang xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Vậy lúc đó anh định cưới chị N đúng hay sai? Có thể bắt đầu hơi khó hơn rồi. Mình phải khẳng định kỹ là cái chữ N là không, chữ... Em không được quyền giải thích, em chỉ trả lời đúng hay sai. Anh rất là thích những người thợ sửa máy. Tại vì những người đó thích nhạc của anh. Cảm ơn. Em không biết là anh có định rửa tay không, chứ em chắc chắn bạn ấy là không rửa rồi đó. Các bạn đang theo dõi chương trình bài hát đầu tiên của Đài Truyền Việt Nam, Trịnh Thăng Bình. Với những thành công đó thì chắc chắn em có nhiều fan hâm mộ. Vậy thì để miêu tả fan của Trịnh Thăng Bình thì em sẽ dùng những tính từ gì? Trung thủy nè. Trung thủy. Dễ thương nè. Dễ thương. Và rất là thầm lặng. Thầm lặng. Thầm lặng ở đây có nghĩa là không phải là mình đi hát các bạn không cổ vũ đâu nha anh. Thầm lặng ở đây có nghĩa là các bạn luôn âm thầm đi theo mình, luôn âm thầm bảo vệ mình. Cụ thể là trong trường hợp nào ạ? Anh có nhớ một cái kỷ niệm nào mà... Ồ, cái này thì nó cũng hơi tái nhị tí xíu. Có những cái đợt mà giống như là mình cũng bị dính vào những cái sự tranh cãi thế này thế nọ. Thì bình thường á, thì các bạn FC thì thường có những cái sự tranh cãi kịch liệt với nhau. Tức là rồi qua lại các kiểu. Còn em cảm giác được giống như là các bạn fans của em á, thì các bạn đúng kiểu như là một lá chắn á. Tại vì các bạn biết mình là một người rất là dễ tổn thương, cho nên các bạn không có muốn đi gây hấn đi không, rồi người ta lại chỉ muốn dùi vào mình. Thế để đáp lại tình cảm của fan hâm mộ, thế thì em có thường xuyên tổ chức những cuộc họp fan hay là quan tâm đến họ như thế nào không? Em có được một cái điều may mắn là em cũng có đi biểu diễn nhiều á. Nhất là ở Hà Nội thì các bạn FC ngoài Hà Nội thì gặp gỡ thì cũng giao lưu rất là nhiều. Ở Hồ Chí Minh á, thì mình cũng đi quay chương trình, quay game, rồi có những cái show diễn thì các bạn cũng gặp nhiều. Mà chỉ có tiếc một xíu là những cái thành phố khác á, lâu lâu thì mới có những chương trình lớn để gặp gỡ các bạn á, thì cũng không gặp được nhiều. Nhưng anh cho em biết một thông tin như này nhá. Cách đây ít phút thôi thì anh vừa đưa ra một phần rất bất ngờ và đặc biệt trong chương trình này. Các bạn fan có thể qua đường link của chương trình đặt những câu hỏi cho em, và chương trình nhận được rất rất nhiều câu hỏi khác nhau chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy thôi. Chứng tỏ là em vẫn có rất nhiều fan quan tâm. Nhưng câu hỏi của họ khó đến đâu thì chúng ta sẽ phải xem. Khán giả dưới kia chắc cũng đang rất tò mò giống tôi đúng không ạ?
Không biết là có bạn nào ngồi dưới kia tranh thủ đã nhắn tin hỏi luôn. Bây giờ như này, anh đề nghị em với tất cả những câu hỏi mà khán giả đã gửi về, chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một số câu hỏi, nhưng em sẽ phải trả lời chân thật nhất. Đúng hoặc sai? Chắc chắn ạ. Các bạn làm chứng nhá, nếu bạn nào biết mà Trịnh Thăng Bình trả lời sai thì cứ đứng lên nói cho chúng tôi biết. Anh chỉ phải trả lời đúng hoặc sai nhá. Câu hỏi đầu tiên, sắp tới anh Bình sẽ làm host cho một show hẹn hò, đúng hay sai? Này là sai. Sai. Thật ra nếu mà có chương trình hẹn hò thì em cũng thích. Nhưng mà tại sao em lại thích hẹn hò nhờ? Cảm giác như mình rất là thích ghép đôi cho mọi người, mà nếu mà có ai mà mình ghép đôi mà thành công được, mình cảm thấy mình hạnh phúc. Làm ông Mai. Ông Mai thích vậy đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Em có xem được clip anh Trấn Thành và chị Harry Won bắt gặp anh Bình đi ăn một mình. Cái này em nghi ngờ là sắp đặt, đúng hay sai? Là nghi ngờ sắp đặt. Nếu mà đúng là sắp đặt, còn nếu sai là không sắp đặt, đúng không? Đúng rồi. Tất nhiên là sai rồi. Sai rồi. Cái này là thật sự. Thật sự. Có nghĩa là bữa đó mình đang đi ăn lẩu. Có người đàn ông tự kỷ đi ăn lẩu của mình, má ơi. Hả? Trời ơi, có phải là cái nhà sĩ lớn lao không? Chưa phát hiện nha, chưa phát hiện nha. Trời ơi, không biết gì không hả? Để vô cận à. Nói đâu là từng ngày thừa lờ mình không sao. Từng ngày từng sống mình sắp có. Đang ngồi đang lựa menu thì tự nhiên có một người tát mình cái bát. Em còn hết hồn nhìn lên tưởng là ai mà đánh nhầm mình hay là có vấn đề gì. Quay lên thì thấy người bạn thân của mình. Nhưng mà tại sao anh lại đi ăn một mình vậy? Thì đôi khi mình cũng phải ăn một mình lớn. Mà ăn lẩu nhá. Đôi khi ăn chứ. Lẩu là ăn một mình. Thật ra là Thăng Bình là rất thích ăn lẩu. Nhưng mà lâu lâu thì xui xui á, kiểu mà không có mối nào, chứ mình hẹn người này cái người này bận, hẹn người kia bận đó. Rồi cái nư mình thì mình thích ăn cái đó quá, mà bây giờ không có ai đi với mình thôi, mình đi thử coi sao. Hôm nay mà các fan ngồi dưới kia xem là sẽ biết nhá. Nếu mà các bạn fan mà tìm được ra chỗ ăn lẩu của Trịnh Thăng Bình thì sẵn sàng là Bình sẽ phải mời ngay. Chúng ta đi tiếp nào. Em có biết về giai đoạn anh chuyển nghề làm tổ chức sự kiện vì muốn yên ổn để lập gia đình, vậy lúc đó anh định cưới chị N đúng hay sai? Có thể bắt đầu hơi khó hơn rồi. Cái vụ này là mình phải khẳng định kỹ là cái chữ N là không, chữ... Em không được quyền giải thích, em chỉ trả lời đúng hay sai. Sai. Yeah. Sai. Sai xong rồi bắt đầu giải thích. Sai bây giờ mới hết. Như thế nào? Tại vì thú thật ra là cái thời điểm đó là mình có một cái suy nghĩ là mình muốn lập gia đình. Và mình muốn chuyển qua một công việc mà nó ổn định hơn, để mà không phải là một người nghệ sĩ cứ đi đây đó, rồi nhiều khi mình cưới vợ thì nó cũng hơi bị bất cập cho vấn đề mà giữ gìn hạnh phúc gia đình. Thì mình mới quyết định mình chuyển qua là tổ chức sự kiện. Tức là về đấy đang đúng đấy nhá. Dạ, đúng. Về đấy là đang đúng đấy. À, đúng. Thế rồi. Còn về sai, em trả lời sai. Về sai là với cái chữ N là không phải, tại vì lúc đó là cái người yêu của mình là cái chữ khác. Chữ khác. Định nói rồi đấy, các bạn đã làm gì thế không? Dạ, cái chữ khác. Nhưng mà đúng là nghệ sĩ đôi khi mà có những khoảng thời gian họ muốn thay đổi cái nghề nghiệp, họ muốn cái gì nó ổn định hơn. Tại vì thật ra công việc ca hát thì ba chìm bảy nổi, ba chìm bảy nổi nữa. Với lại có nhiều lúc là mình sẽ rất bận, mà sẽ nhiều lúc mình sẽ rất là rảnh. Thật ra lúc đó em cũng làm nhiều cái sự kiện, nhưng mà làm cực quá, xong rồi làm lỗ quá nên nghỉ luôn, không làm nữa. Anh rất thương hiểu chuyện đấy. Dạ, làm lỗ. Nhưng mà cái thời điểm này bây giờ thì anh đã có cái chữ cái nào đấy để mình muốn ổn định, mình muốn... Tức là có không? Có hay không? Bây giờ N có một chữ N. Hồi xưa cái N đó không có, mà giờ N lại có một chữ N mới ghê. Nhạc, âm nhạc. Nhạc. Cái này nghiêm túc nha. Cái này là mình phải khẳng định luôn. Sau rất nhiều lần sự nghiệp của em cứ bị lên đên, cứ lên thật là lên xong rồi xuống thật là xuống đó, thì em phát hiện được là do mình. Không phải do khán giả, cũng không phải là do mọi người quên mất mình, hay là do mình hết thời hay như thế nào, mà là do bản thân mình. Có nghĩa là những lúc mà mình cảm thấy mình ok rồi, mình muốn dừng lại để mình ổn định một cái việc gì khác của mình, thì mình lại quên mất đi cái âm nhạc của mình, mình quên mất đi cái sự nghiệp của mình. Thì nên nó dẫn đến cái chuyện mà nó sẽ theo thì hướng đi xuống, cái mình cái nhiều khi mình giật mình lại chết rồi, không được cái mình phải làm, thì nó lại lên lại, xong lại xuống nữa, thì nó kiểu như vậy á. Cho nên là mình cũng mất quá nhiều thời gian, tại vì thời gian của mình trong cái nghề này không biết là còn bao lâu. Cho nên là mình muốn dồn hết tất cả những thời gian còn lại của mình trong cái nghề nghiệp này, dành hết cho cái công việc của mình luôn. Rồi sau khi mình xong xuôi hết rồi, khi mà cái duyên của mình với cái công việc này nó không còn nữa, thì lúc đó mình sẽ mới nghĩ đến chuyện là lập gia đình. Anh nghĩ là những câu vừa rồi thì khó vừa vừa rồi đấy. Không biết là câu tiếp theo có khó không? Dạ, đúng không? Hồi hộp, chúng ta sẽ cùng xem. Tiếp tục. Em là thợ sửa máy, em rất yêu mến anh, nhưng do đặc trưng nghề nghiệp khiến bàn tay em luôn bám bẩn. Em nghe nói anh Bình bị hội chứng sợ dơ, tức là sợ bẩn. Xin phép được giải thích với khán giả. Không biết lời đồn đó là đúng hay sai. PS,
vì em rất muốn được bắt tay anh một lần. Thật ra là đúng ạ. Cái này thật ra em có nghiên cứu luôn. Tính là tên khoa học của cái bệnh này đó là bệnh OCD. OCD nó là một cái loại bệnh mà lúc nào mình cũng bị ám ảnh bởi cái bàn tay mình á. Là lúc nào mình cũng phải rửa tay. Và lúc nào mình đụng vào cái gì xong mình cảm thấy mình bị ngứa và bị khó chịu. Và tất cả mọi thứ mình phải sạch á. Còn không sạch là mình cứ bị dị ứng, mình bị nổi mẩn lên cái kiểu này nọ. Cho nên là đây thật ra nó không phải là một tính cách đâu mà nó là một căn bệnh tâm lý. Thế anh hỏi nhá, phép lịch sự tối thiểu đi. Ví dụ từ đầu đến chương trình giờ may là mình chưa bắt tay nhỉ? Dạ. Hay là mình bắt tay rồi nhỉ? Dạ. Chưa. Nếu mà bắt tay rồi mà đến giờ này em chưa ngứa thì chứng tỏ là tay anh cũng hơi sạch. Đúng không? Thật ra nó cũng không hẳn là vấn đề là sạch theo hay không sạch nha anh. Mà vấn đề là mồ hôi á. Có nghĩa là mình sẽ bị dính mồ hôi. Em nhìn thấy một cái cánh tay ở trong trường quay này. Ô! Là em. Em đang ngồi dưới. Em đã kịp nhắn tin với chương trình. Em rất muốn được bắt tay anh một lần. Wow. Rồi. Đi xuống luôn. Em tên gì? Em tên gì? Em tên Nam ạ. Bạn Nam ạ. Anh rất là thích những người thợ sửa máy. Dạ. Tại vì những người đó thích nhạc của anh. Cảm ơn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Em không biết là anh có định rửa tay không, chứ em chắc chắn bạn ấy là không rửa rồi đó. Và ngay bây giờ thì đang nghĩ rằng là chúng ta sẽ giải lao và trở lại với không gian âm nhạc qua một liên khúc vô cùng đặc biệt mang tên Lời Chưa Nói và Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua, với phần biểu diễn của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình và một khách mời vô cùng đặc biệt. Anh cũng cho em rất là nhiều những cái lời khuyên là trong cuộc sống hay là trong những cái cách cư xử ở ngoài. Cảm giác như một người mẹ chồng vậy á. Như một người gì ạ? Như người mẹ chồng. Em nghe không được chữ mẹ, tự dưng cái chữ mẹ nó mất. Em còn một cái chữ chồng em mới giật mình. Thế thì bây giờ tình yêu đôi ta là như thế sao? Chẳng quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà em dừng xảy ra đây đã vội tan. Chắc anh cũng sẽ trở về bên em. Bài hát đầu tiên. Bài hát đầu tiên. Chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thương nhau bao lần xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ dường như đã tiếc cho duyên mình sang sớ và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mộng mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Giờ bờ này đã không ai gì cho chúng ta. Chúng ta đã rồi mình sẽ như thế mà. Dành nhiều ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã. Biết đâu giữa chừng có ngày hôm qua. Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao? Chẳng quay trở lại là chuyện không thể. Giấc mơ mà em dừng xảy ra đây đã vội tan. Chắc anh cũng sẽ trở về bên em. Chưa nói
giờ bốc tan như làn mây khói. Khi tình yêu đã chết thật rồi, giờ làm gì cũng thế thôi. Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi, định nói ra nhưng rồi lại thôi. Phút giây mong chờ có ai nào ngờ dường như đã tiếc cho duyên mình sang dở, và tiếc cho mối tình tan vỡ. Bao mong mơ nay đã trôi qua, giờ chỉ còn nỗi xót xa. Giờ ở nơi đây có lẽ gì cho chúng ta? Chúng ta đã rồi mình sẽ như thế mà. Giá như ngày xưa đôi ta không yêu quá vội vã, biết đâu sẽ chẳng có ngày ngày hôm qua. Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao? Chắc quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà em dừng say giờ đây đã vội tan. Chắc anh cũng sẽ chẳng về. Giờ đôi ta không yêu quá vội vã, biết đâu sẽ chẳng có ngày ngày hôm qua. Giờ đây tình yêu đôi ta là như thế sao? Chẳng quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà em dừng say giờ đây đã vội tan. Chẳng anh cũng sẽ trở về bên em. Giấc mộng giờ đã tan rồi, em giờ đây được. Cảm ơn chị Trang Bình và Liz đã vừa thể hiện một liên khúc. Cho anh hỏi tại sao chị Trang Bình khi đến với chương trình này lại chọn Liz là người sẽ song ca với mình? Bạn Liz là cũng là một trong những đối tác rất là ăn ý với em trong thời gian qua cho âm nhạc, cũng như là bạn cũng là một thành viên trong cái gia đình nhỏ của em. Cho nên là những cái hoạt động âm nhạc của em thì em vẫn luôn muốn có sự đồng hành của bạn. Liz xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay, và xin chào hai MC. Cho anh hỏi Liz nhé. Trong quá trình làm việc thì có bao giờ bắt nạt em không? Bây giờ em có quyền ngồi trước bài hát đầu tiên, ngồi trước khán giả, ngồi trước bọn anh. Hãy nói ra tất cả những gì hậu trường mà em muốn nói lúc này. Nói là bắt nạt thì cũng không hẳn là bắt nạt, nhưng mà sẽ có những cái lúc mà anh bị khó chịu thì tất nhiên là cái sự khó chịu đấy nó sẽ lên mình. Bởi vì là mình làm việc mà, có những lúc không phải lúc nào em cũng sẽ làm đúng như ý của anh Bình mong muốn. Cho nên là có thể là đôi khi những lúc mà anh không hài lòng với em ấy thì anh sẽ đập thẳng em luôn. Không, đập nó đập như thế nào? Đập bằng cái gì á? Đập bằng cái gì nghe ghê quá. Bình thường là giận thì người ta bảo giận cá chém thớt, còn anh là anh chém luôn con cá luôn, chứ anh không có chém thớt. Thì giận cá mình chém cá, chứ tại sao giận cá phải chém thớt? Thớt là có tội lỗi gì đâu. Đòi hỏi cao đúng không? Luôn luôn đòi hỏi list rất là cao. Vậy thì mình có bị áp lực không? Và những cái lúc đã bao giờ hai người tranh cãi hay là giận dỗi nhau vì những cái chuyện đó chưa? Bọn em tranh cãi nhau mỗi ngày, tất cả các vấn đề. Có lẽ là bởi vì hai người ở hai thế giới khác nhau, tự nhiên tới rồi là những cái cách nói chuyện hay những cái cách làm việc nó không giống nhau ấy. Cãi nhau rất là nhiều những vấn đề từ lớn đến nhỏ, nhưng mà cuối cùng thì vậy vẫn làm việc với nhau. Có lẽ là cái sự khác biệt đấy nó cũng là một cái gì đấy nó hay ho. Nhưng những gì chị Trang Bình mang lại cho em đó là gì? Em nghĩ là anh Bình đã giúp em rất là nhiều thứ, giúp cho em hiểu hơn về bản thân mình này, phát triển được những cái thứ mà em vẫn chưa phát triển được ở trong em. Anh cũng cho em rất là nhiều những cái lời khuyên là trong cuộc sống hay là trong những cái cách cư xử ở ngoài, những cái đối nhân xử thế. Anh hầu như anh nói em tất cả mọi thứ, dạy em tất cả mọi thứ. Tức là không chỉ âm nhạc mà tất cả những thứ khác nữa, cuộc sống nữa. Cảm giác như một người mẹ chồng vậy á. Như một người gì ạ? Như người mẹ chồng. À, như người mẹ chồng. Em nghe không được chữ mẹ, từ dưới cái chữ mẹ nó mất. Em còn một cái chữ chồng em mới giật mình. Thế thì bây giờ thế thì cho ông Giang hỏi rằng là trong mắt anh chị Trang Bình thì tại sao lại chọn cô gái này để đầu tư, để đồng hành cùng với các cái sản phẩm của mình? Thì Bình cảm thấy là một trong những điều mà
mà mình với Liz có được cái sự gắn kết và mình làm việc với nhau mà mình nghĩ đến giờ thời điểm này nó cũng khá lâu á, do là cái duyên và mình nhìn thấy được cái sự mà cố gắng cô gái này ở trong cái công việc này, và mình nhìn thấy được là cô này cổ chỉ thiếu cơ hội thôi. Có nghĩa là cổ là một người con gái rất là mạnh mẽ trong cái công việc của mình, là cô này cổ rất là chăm chỉ và cổ rất là hết mình cho cái công việc của mình, nhưng mà có thể là do cái duyên trước đây của cổ thì cổ chưa có gặp được những người đối tác tốt, những cái người mà có thể đem được những cơ hội đến cho cô này, thì nên là chắc là mình người đó là mình nghĩ vậy. Phần song ca vừa rồi anh thấy rất là ăn ý. Các bạn đã chọn bài như thế nào, luyện tập như thế nào trong bao lâu? Cái ca khúc này hả? Ca khúc này đâu tập gì, không có tập gì nhiều. Thằng mình có nói là list là em nghe đi rồi mình lên mình hát thôi. Chỉ cần nghe thôi, xong rồi ghép luôn, hát luôn. À không, tại vì họ cũng đã làm việc với nhau rất là lâu rồi anh. Có thể là hiểu cái sự ý nhau ăn ý. Đúng không? Thế thì tại sao làm việc với nhau nó ăn ý như vậy? Thì cái bản hit thời gian vừa rồi của hai anh em lại mang tên là Khác Biệt To Lớn. Nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát là cái chuyện mà khác biệt của hai đứa. Trước đây thì mọi người cũng biết rồi, thì mình với Liz cũng đã từng có thời gian tìm hiểu nhau. Nhưng mà sau đó thì nó cũng không được. Tại vì những cái sự khác biệt nó dẫn đến những cái kết quả nó không hay ho á. Cho nên là quyết định dừng lại và vẫn tiếp tục một cái mối quan hệ công việc với nhau. Ca khúc này là một ca khúc mà mình cũng nói về cái khoảng thời gian đó. Và cũng rất là may mắn thì ca khúc này là một ca khúc mà nó cũng rất là thành công, và nó cũng đã đem Liz đến gần với khán giả nhiều hơn. Hỏi Liz một chút đi, mình tạm ngừng tìm hiểu để mình giải quyết cái vấn đề đấy, rồi sau này mình không làm việc nữa mình sẽ quay lại, hay là do là mình thấy không hợp thật mà mình dừng luôn? Em nghĩ là bởi vì do là không hợp thật vậy nên mới có ca khúc Khác Biệt To Lớn. Nếu mà như thế thì Giang nghĩ rằng là rất là tội cho cô gái đấy. Người ta cũng rất là cố gắng rồi nhưng mà anh khắt khe quá. Hôm nay tôi thấy rõ ràng ngồi cạnh Liz là mặt rất là nghiêm khắc kiểu như này, để xem nói cái gì nào. Bình thường có như thế không? Nếu mà bình thường như thế thì anh công nhận là em luôn luôn làm việc trong sức ép đấy. Đấy. Mọi người cũng có nói là anh Bình là một người mà hơi đòi hỏi cao ở tất cả mọi người xung quanh. Anh muốn là mọi người luôn luôn phải làm tốt. Nhiều lúc em cũng hay nói với anh Bình là nếu mà thật sự là em có thể làm tốt như anh thì em cũng đã là anh rồi. Thế cho nên là đôi khi mình cũng bớt đòi hỏi nhau một tí. Em cứ quay sang thẳng để nhìn thẳng mặt nói, em không cần phải giả vờ nhìn chỗ khác. Đúng là anh Bình có hay áp lực lên em thật. Tức là cái sự áp lực đấy thì nó không xấu, bởi vì là nó chỉ là một cái sự mà người ta hy vọng, người ta muốn mình tốt lên quá nhiều. Cho nên là cái sức ép nó lại càng lớn. Nhưng mà anh Bình không biết là cái cảm xúc của em sẽ luôn luôn ở trong một cái cảm giác là em bị áp lực rất là nhiều. Và em không biết là em phải cố gắng đến như thế nào để có thể đạt được một cái ngưỡng mà anh muốn. Kìa đấy, không, người ta không hỏi biết đấy. Như nào Hương Giang như nào. Tôi cảm thấy là tôi với Hương Giang hôm nay như bác sĩ tâm lý ấy, ngồi đây để nghe. Không, em nghĩ là chương trình của mình ngoài âm nhạc ra thì nó còn có rất là nhiều những cái điều bí mật và những cái câu chuyện bên lề nữa. Em thấy rằng là ngày hôm nay Ly rất là dũng cảm. Những cái lời vừa rồi em nghĩ là lời gửi gắm người con gái. Người con gái thì ít khi dám nói thẳng với người đàn ông là mình muốn cái gì lắm. Nhưng họ hay hơi bóng gió này, hơi chuyển lời một chút. Thì ngày hôm nay em nghĩ là anh biết là anh nên làm cái gì rồi. Biết mà. Thì ngay bây giờ em nghĩ anh nên có một cái món quà nào đấy lãng mạn dành tặng cho Liz. Bây giờ mình không lãng mạn mà mình nó hơi tiết tấu tới xíu được không? Tiết để tấu cho nó xóa nhòa đi cái định kiến là mọi người thấy mình căng thẳng. Nếu vậy thì cái ca khúc Khác Biệt To Lớn là viết cho cái mối quan hệ của hai người, lấy cảm hứng từ đó đúng không? Vậy thì ngày hôm nay em muốn là Liz sẽ một lần không cần phải biểu diễn cái ca khúc này mà sẽ ngồi ở vị trí người khán giả để tận hưởng trọn vẹn. Ca sĩ Trịnh Thăng Bình sẽ hát ca khúc này tặng cho Liz. Và ngay bây giờ là ca khúc Khác Biệt To Lớn với phiên bản của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Mọi người một bé nam không là anh nữa. Em
giấu hết đi chuyện tình trong mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mến mối, em gặp cô đơn nhau cao như là thôi. Ngày em nói giờ chúng ta có cả biệt quá lớn, là do thứ ca biến vỡ xe mần chút sao lắng cho tình tôi lên ngôi, kết thúc khác nhau vì câu nói. Ngày em nói ở bên cạnh nhau qua nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng nêu cao nhưng là thôi. Ngày em nói giờ chúng ta có khác biệt quá lớn, là do em cần ai đó. Trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện với nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình thì Hương Giang xin phép được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip sau đây nhé. Bài hát tên gì? 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 Bài hát tên gì nó quan trọng ở đâu? Ê, intro vô nha. Ôi, vừa vô intro là thích liền nha. Câu intro này là vô đầu liền luôn. Intro rất là Hàn Quốc nha. Anh cười gì? Sao lại cười? Cái cảnh mà giận nhau luôn, mắc cười. Ồ, nét buồn nam tính. Em cảm giác cái màu sắc của bài này nó khác với cái e nhạc thường có của anh đúng không? Ê vô à. Ê tốt hơn tôi nghĩ. Ê. Thôi nổi da gà. Ý. Nhạc hơi Hàn Quốc đúng không? Cũng hơi đúng không? Em đi đẹp quá. Trending nữa. Chết. Ôi hay quá à Bình ơi. Rất là thập niên 80 luôn. Những hình ảnh vừa rồi có thể thấy rằng là trước khi ra mắt một sản phẩm nào đấy thì Trịnh Thăng Bình rất là kỹ để xem là nhiều người cùng nghe thì nó sẽ có phản ứng như thế nào. Anh có luôn cầu toàn cho âm nhạc như vậy không? Thật ra thì Thăng Bình là một người cầu toàn, là không cầu toàn trong âm nhạc không, mà cầu toàn trong tất cả những gì trong liên quan cuộc sống mình luôn á, là theo đuổi một chủ nghĩa hoàn hảo á. Nhưng mà trong âm nhạc thì ngoài cái chữ nghĩa hoàn hảo ra thì nó cũng phải có một cái chủ nghĩa khác, là chủ nghĩa tinh tế nữa. Tại vì nếu mình hoàn hảo quá thì bài hát đôi khi nó cũng hơi bị máy móc và nó thiếu cảm xúc, cho nên là phải cân bằng được hai cái đó. Nên là khi mà mình ở vai trò mình là một người sản xuất âm nhạc á thì nó khó hơn rất nhiều. Mà vai trò của em nó lại đặc biệt hơn, đó là mình là người sáng tác,
rồi mình cũng tham gia hòa phối khí ca khúc của mình luôn. Thì nên là một cái công đoạn mà mình đã quá quen thuộc với nó lắm, cho nên cái sự mà cần những cái sự feedback từ những bạn bè, những người đồng nghiệp cũng như những khán giả của mình thì nó rất là quan trọng, tại vì luôn luôn mình đi tìm những cái sự góp ý khách quan hơn để mình thay đổi cho nó tốt hơn. Và mỗi lần một ca khúc mới thì mình luôn bắt bạn bè trong công ty, những anh chị em trong công ty và những người mà tai nghe của họ rất là đại chúng á, thì để cho họ cho mình những cái góp ý theo cái suy nghĩ của họ. Đành rằng họ có những tai nghe đại chúng, nhưng có khi nào những người bạn bè của em vì yêu mến em, vì nể em, khi nghe bài hát của em và họ khen luôn lập tức không? Em cũng ít khi đưa cho những người bạn họ bị cảm tính, tức là không có chính kiến. Không có chính kiến, mình sẽ đưa cho những người mà họ có những cái chính kiến riêng. Và nhất là giống như là có một người bạn thân là Trấn Thành đó, tại vì mọi người cũng biết là Trấn Thành rất là đam mê âm nhạc, nên mỗi lần mà mình đưa ca khúc cho bạn nghe thì bạn cho mình 1001 cái feedback, cái comment là phải thế này, thế này, thế nọ, thế kia. Thì có đôi khi có những sự góp ý của bạn thì nó cũng làm cho mình cũng có những cái thay đổi phần nào. Cái điều quan trọng nhất á là bản thân mình phải tin mình nữa. Thế không biết là cái ca khúc mà anh vừa cho mọi người nghe đó là cái lúc đó ca khúc nào? Khác Biệt To Lớn. À, và nó hit thật. À, tức là bạn bè cũng tốt đấy chứ. Em tưởng đâu mà cho nghe cái xong bài nó không hit thì cũng chết quốc thì. Không, ca khúc này thì rõ ràng là bản thân mình thì mình cũng đã tự tin trước đó. Khi mà mình cho mọi người nghe, mọi người có những phản ứng lại nó cũng rất là tốt đó, thì mình cũng cảm thấy mình tự tin. Và rõ ràng là cái ca khúc thì sau một đêm thì nó trở thành một cái hiện tượng. Với sự cầu toàn như vậy, với tất cả những kinh nghiệm mà em tích cóp được cả lúc lên rồi lúc xuống, vậy thì con đường phía trước của Trịnh Thăng Bình sẽ là gì? Em bắt đầu có một sự chuyển hướng nhẹ. Có nghĩa là trước đây á, chúng ta sẽ hơi sống cho cá nhân mình một chút xíu. Có nghĩa là mình sẽ làm sản phẩm mà nó mang tính chất tự sự bản thân mình nhiều hơn. Mình sẽ phục tùng theo những cái lợi ích về kinh tế của mình. Nhưng mà sau cái thành công của Khác Biệt To Lớn á, thì Thăng Bình cảm thấy là mình tự tin rồi. Thì bây giờ đến lúc mình phải làm điều gì đó mà cống hiến một tí xíu. Thì sắp tới thì Thăng Bình vẫn sẽ ra mắt những ca khúc của mình sáng tác, nhưng mà nó sẽ nghiêng về văn hóa một chút, nó không chỉ dừng lại giải trí. Vậy trong tương lai thì anh có nghĩ là mình sẽ tiếp tục viết các ca khúc nhạc phim không? Có, thời gian qua Thăng Bình cũng cũng có tham gia là làm sản xuất nhạc phim, mà sản xuất luôn cả soundtrack của của phim điện ảnh. Tức là score đấy. Dạ, chắc là bộ phim sẽ ra mắt sớm trong năm sau, năm 2021. Tại sao mà Hương Giang lại hỏi như vậy? Bởi vì Giang nhớ là trong các cái ca khúc hit của năm ca sĩ Trịnh Thăng Bình thì có một ca khúc từ nhạc phim sau đó trở thành hit. Và Hương Giang đang muốn nhắc tới một ca khúc có tên là Tâm Sự Tuổi 30. Và Giang nghĩ rằng là tất cả quý vị ngày hôm nay cũng đang rất là nóng lòng để chờ năm ca sĩ Trịnh Thăng Bình sẽ thể hiện ca khúc này trên sân khấu của bài hát đầu tiên. Phiên trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người, rồi mong một ngày như trở về tuổi 20. Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười, em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp lên hỏi. Lại sợ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình trời phơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, sao em khói là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều.
mệt nhoài muôn phiền trôi qua. Sực mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một ngày. Rồi bóng một ngày như trở về tuổi 20. Là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp. Lên hỏi lại sợ em sẽ từ chối. Nên anh mới biết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết một phần ba cuộc đời. Mà sao trái tim vẫn còn một mình trôi vơi. Nhiều lần muốn nơi chiều dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó là người khó em ơi. Một kẻ cho em nghe bao nhiêu là điều. Mà không biết em sẽ yêu lòng đầy bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều. Một phần ba quãng đời. Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn mà chẳng dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều. Mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất. Cảm ơn em. Anh đang tự hỏi là không biết 30 năm nữa thì tâm sự tuổi 60 sẽ như thế nào nhỉ? Em nghĩ chắc là 40, 50 xong rồi 60 à. Cứ 10 năm cho ra một tâm sự. Em cũng hy vọng là em vẫn giữ được cái nhiệt huyết cũng như là vẫn giữ được cái cảm xúc của mình để mình đến năm 60 tuổi mình có thể viết được cái ca khúc đó. Anh chị Thương Bình làm một cái chuyện rất là khó. Đó là một cái ca khúc nhạc phim mà trở thành một cái bản hit rất là đình đám và đi vào trong đời sống. Và có lẽ chị Thương Bình là người thích chinh phục những cái công việc khó như vậy. Và ngày hôm nay đang tin chắc rằng là cái điều mà chị Thương Bình đã chinh phục tốt nhất đó chính là trái tim của tất cả quý vị khán giả ở đây, đúng không ạ? Anh thì nghĩ tất cả tiếng hô ở dưới đã chứng minh cho tình cảm khán giả dành cho em. Và qua đây cũng xin được cảm ơn Trịnh Thăng Bình. Và chương trình bài hát đầu tiên có một món quà dành tặng em. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay Thăng Bình cũng rất là vui. Và cảm ơn anh Tuấn cũng như là Hương Giang đã dẫn dắt và cho Thăng Bình có được nhiều điều kiện để Thăng Bình tâm sự về những câu chuyện của mình nhiều hơn. Cũng như là cảm ơn bài hát đầu tiên đã tạo Thăng Bình có một cái buổi diễn thật sự là rất là tuyệt vời và rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn rất nhiều. Với sự cổ vũ này thì ngày hôm nay tôi sẽ dành sự cảm ơn đầu tiên cho tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như những khán giả đang theo dõi chương trình bài hát đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ vỗ tay thật lớn để cảm ơn ban nhạc của chương trình này, ban nhạc Hoài Sa. Chúng ta cũng không quên cảm ơn biên đạo múa Phạm Lịch và vũ đoàn Echo đã dàn dựng những tiết mục rất thú vị trên sân khấu này. Và tất nhiên rồi, mỗi một tuần trôi qua thì bài hát đầu tiên lại mang tới cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Và tuần sau điều bất ngờ gì sẽ xuất hiện đây, quý vị đừng quên đón xem nhé. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo tiếng nhạc vang lên trong từng hơi thở tâm hồn. Dù lòng ai chẳng muốn rời. Theo tâm tư lời tôi hát đắm say, đem hồn tôi tâm sáng rọi, yêu đau vui buồn tôi hát với.